X51 Story mến chào quý thính giả. Tây Nguyên là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, là vùng đất giàu tiềm năng phát triển. Đến nay, 5 tỉnh Tây Nguyên có dân số khoảng 5,6 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 34%. Người dân Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết một lòng theo Đảng, theo cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chung lòng chung sức cùng các dân tộc anh em đánh đuổi kẻ thù chung, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tuy nhiên, có thời điểm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, các thế lực thù địch và bọn phun rô phản động lưu vong đã lôi kéo, kích động một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số biểu tình, bạo loạn, gây mất an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại thành quả cách mạng. Các điểm nóng xảy ra vào các năm 2001 và 2004 trên địa bàn Tây Nguyên là bài học đắt giá cần nhìn nhận một cách nghiêm túc để có những giải pháp phù hợp trong việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo sức mạnh và động lực giúp Tây Nguyên mãi mãi bình yên, phát triển bền vững. Cầm đầu cả hai cuộc bạo loạn là Cơ So Cước, một phần tử khủng bố, kẻ từng là Trần Tướng, Phun Rô Cước và cái gọi là Quý Người Thượng, do y lập ra ở nước ngoài đã tiến hành nhiều hoạt động với mục đích ly khai, tiến tới thành lập một nhà nước đề ga độc lập ở vùng Tây Nguyên, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, Cơ So Cước và đồng bọn đã xúi dục, ép buộc và tổ chức các hoạt động bạo loạn mang tính chất khủng bố tại Tây Nguyên. Các hoạt động này được che đậy dưới chiêu bài đòi đất, nhân quyền, tự do tôn giáo. Cơ So Cước lộ gió tham vọng viển vông là biến Tây Nguyên thành một quốc gia ly khai, để y được lên làm tổng thống. Đồng chí Y Luyện Nghê Cơ Đam, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, nhớ lại, vào thời điểm đầu tháng 2 năm 2001 và tháng 4 năm 2004, với sự móc nối của các thế lực thù địch lưu vong ở nước ngoài, các đối tượng theo Phun Rô đã xâm nhập các buôn làng kích động đồng bào ở 63 buôn, thôn thuộc 16 xã, phường, thị trấn của tỉnh Đắk Lắk tham gia gây rối. Đáng chú ý là, bọn chúng đã lừa ép một số lượng khá đông thanh niên, học sinh phổ thông tham gia. Chúng lập danh sách những học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, vừa mua chuộc vừa cưỡng bức, hứa hẹn nếu tích cực chống phá chính quyền và người Kinh sẽ được đưa đi Mỹ học. Không chỉ ở Đắk Lắk, vào thời điểm nêu trên, bằng những thủ đoạn tương tự, bọn phản động đã lôi kéo một bộ phận đồng bào ở nhiều buôn, làng thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum tham gia biểu tình, bạo loạn. Những kẻ quá khích đã đập phá, cướp tài sản và dùng hung khí hành hung những người dân sống bên các quốc lộ, tỉnh lộ. Khi lực lượng bảo vệ trật tự, dân quân tự vệ, thanh niên đường phố vận động, giải thích thì chúng hành hung thô bạo, phá hủy phương tiện. Đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ tự vệ và dân thường bị thương, nhiều nhà cửa, xe cộ bị đập phá. Nguy hiểm hơn, chúng hô hào người dân xông vào chiếm các cơ quan công sở nhà nước ở một số xã, huyện ở Đắk Lắk, Gia Lai. Chúng bố trí người chụp ảnh, quay phim để gửi ra nước ngoài tuyên truyền, bôi nhọ, vu cáo đảng và nhà nước, kể công với các thế lực phản động nước ngoài để nhận tiền thưởng. Để tuyên truyền kích động, xúi dục người dân biểu tình, bọn phản động cũng lợi dụng vào những bất cập trong việc triển khai thực hiện các chính sách của đảng, nhà nước ở khu vực Tây Nguyên. Chẳng hạn như chương trình 135, thời điểm đó chúng ta chỉ đầu tư đến trung tâm cụm xã, thực tế, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa mới khó khăn, nhưng lại không đầu tư tới nơi, người dân ít được thụ hưởng. Các đối tượng chống phá còn lợi dụng đồng bào lúc cuộc sống gặp khó khăn, len lỏi vào các buôn làng tác động đến người dân bằng những nguồn lợi vật chất nhỏ nhưng lại chọn đúng thời điểm nên họ đã nhẹ dạ nghe theo chúng. Anh Kim Kabuo, buôn Pok A, thị trấn Eapok, Cư Mơ Ga, Đắk Lắk, là một trong những người tích cực tham gia bạo loạn, bị bắt và xử phạt 7 năm tù về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, kể lại, thời điểm đó, tôi liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về kêu gọi tham gia biểu tình, bạo loạn để đòi lại đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đuổi người Kinh về miền xuôi. Sau này được cán bộ tuyên truyền, giải thích, tôi mới nhận ra bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, những việc làm của mình là sai trái. Già làng Ipiam Eban ở Buôn Nui, Tâm Thắng, Cư Rút, Đắk Nông, cũng nói, lúc đó đời sống bà con khó khăn lắm, thiếu đói quanh năm, nhà ở rột nát, con cháu thất học nhiều. Nhiều đứa trẻ người non dạ nên nghe theo lời xúi dục của đám người xấu. Già ra sức can ngăn nhưng tụi nó không nghe. Đồng chí Mai Văn Năm, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Tây Nguyên, phân tích, sau vụ gây rối năm 2001, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, chính sách tôn giáo, dân tộc được điều chỉnh phù hợp để ổn định tình hình. Nhưng 3 năm sau, vụ việc tiếp tục lặp lại, thậm chí tổ chức còn chặt chẽ hơn, tính chất hung hãn hơn. Rõ ràng, hai vụ việc gây rối này là xuất phát từ ý đồ, mục đích chính trị, không phải là nguyên nhân đòi đất, nhân quyền, chính sách dân tộc, tôn giáo. Cũng theo đồng chí Mai Văn Năm, sau hai cuộc gây rối nêu trên, chúng ta đã rút ra những bài học đắt giá. Bài học đầu tiên là sự chủ quan, mất cảnh giác. Thứ nhất là chúng ta đã để các phần tử xấu lợi dụng thời điểm khó khăn của người dân, thời điểm giáp hạt để kích động, xúi dục. Thứ hai là, thời gian trước đó, công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Ở Tây Nguyên, từ sau ngày đất nước thống nhất, Đảng và nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hầu hết các buôn làng đều có sự khởi sắc, điều kiện sản xuất, đời sống, sinh hoạt từng bước được cải thiện. Nhưng công tác thông tin, tuyên truyền thành tựu cho đồng bào lại rất hạn chế.
Thứ ba cũng là vấn đề quan trọng nhất, là công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều yếu kém. Thời điểm đó, công tác phát triển đảng, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng còn nhiều bất cập, nhiều thôn, buôn, trắng, chi bộ, đảng viên. Theo số liệu của các tỉnh Tây Nguyên, đầu năm 2004, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông có 2.734 thôn, buôn, tổ dân phố nhưng có đến 929 thôn, buôn chưa có chi bộ, 275 thôn, buôn chưa có đảng viên. Tỉnh Gia Lai có 178 trong số 1.840 thôn, buôn, trắng, đảng viên. Tỉnh Lâm Đồng có 306 trong số 1.206 thôn, buôn chưa có tổ chức đảng và 65 thôn, buôn, trắng, đảng viên. Chất lượng cán bộ, đảng viên ở một số cơ sở bộc lộ nhiều yếu kém, nhiều người mới học hết tiểu học, chưa được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác vận động quần chúng, không biết tiếng dân tộc. Vì vậy, hoạt động lãnh đạo, điều hành của cán bộ cơ sở nhiều nơi còn lúng túng, không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân để chia sẻ, không nắm bắt được diễn biến tình hình để chủ động xử lý. Nhiều thôn, buôn đã có chi bộ nhưng chất lượng lãnh đạo và vai trò nòng cốt của đảng viên yếu kém. Thậm chí ở một số nơi cán bộ cơ sở lại bị bọn phản động lôi kéo, khống chế, vô hiệu hóa. Nhiều đồng chí lãnh đạo ở Tây Nguyên cho rằng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và sử dụng cán bộ ở cơ sở là một bài học quý báu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh. Bởi đáng ra, trong tình hình như từ năm 2001 đến 2004, các tỉnh phải cử cán bộ am hiểu về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước về cơ sở, để tuyên truyền cho đồng bào. Đằng này lại đưa những cán bộ không liên quan gì đến công tác tuyên truyền vận động. Một bài học nữa là cấp trên đã quá tin vào báo cáo từ cơ sở, không có động tác kiểm tra, thẩm định. Bí thư đảng ủy xã Tâm Thắng, Cư Rút, Đắk Nông, Nguyễn Minh Tuấn thừa nhận địa phương chúng tôi là một điểm nóng vào thời điểm đó. Nguyên nhân dẫn đến biểu tình, bạo loạn một phần là do cán bộ cơ sở thiếu sâu sắc, không kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Giai đoạn này đời sống của đồng bào rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo rất cao, nhiều gia đình thiếu đói. Mặt khác, các buôn dân tộc thiểu số ở xã không hề có đảng viên tại chỗ, không có chi bộ đảng, đa số là cử đảng viên trên xã xuống tăng cường không thường xuyên. Đồng thời, mặt trận và các đoàn thể cũng yếu, không sâu sắc, nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình. Đó là những lỗ hổng để các thế lực thù địch dễ bề lôi kéo, kích động. Đồng chí Nguyễn Thanh Cao, nguyên bí thư tỉnh ủy Kon Tum, giai đoạn 2001 đến 2005, phân tích vấn đề xảy ra biểu tình, bạo loạn trong thời kỳ đó là điều được báo trước, mà lẽ ra có thể tránh khỏi nếu những bất cập, mâu thuẫn, yếu kém được xem xét một cách nghiêm túc, cầu thị với các giải pháp đồng bộ cả về kinh tế, xã hội, môi trường, đặc biệt là kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực, thật sự vì dân. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Cao, ngoài nguyên nhân chính là âm mưu chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, còn 6 nguyên nhân nội tại khác. Một là, các tỉnh Tây Nguyên tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng chất lượng thấp, tăng trưởng theo chiều rộng từ khai thác tài nguyên, chủ yếu là hàng hóa xuất thô giá trị thấp, dẫn đến kinh tế phát triển thiếu bền vững. Hai là, suy thoái tài nguyên ngày càng nghiêm trọng, mất rừng, mai một đa dạng sinh học dẫn đến đất trống, đồi trọc, hạn hán, bão lũ. Ba là, phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, xung đột xã hội có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. 4 là, bản sắc văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên ngày càng bị mai một, không gian sống, không gian văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số ngày càng bị thu hẹp. 5 là, sự mâu thuẫn và bất cập về chính sách, sự lệch pha giữa kế hoạch và chính sách dẫn đến kém hiệu quả, thất thoát, lãng phí. 6 là, hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở thời kỳ đó bộc lộ rất nhiều yếu kém. Tây Nguyên trong ký ức của nhiều người là miền xa xôi, heo hút. Bởi lẽ đó, nhiều năm qua, nhà nước phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển giao thông tại vùng. Ngày nay, đường bộ toàn mạng lưới có độ dài gần 40.000 km đã kết nối các tỉnh Tây Nguyên, mở rộng cơ hội giao thương với các trung tâm lớn cả nước và các nước trong khu vực. Trong đó, các quốc lộ chạy qua Tây Nguyên có tổng chiều dài 2.517 km, các liên tỉnh lộ gần 2.035 km và hệ thống giao thông liên cửa khẩu đã nối liền Tây Nguyên với các nước láng giềng. Đường Hồ Chí Minh cùng đường hành lang Đông Tây xuyên qua vùng giúp thay đổi diện mạo những buôn làng từng là vùng sâu, vùng xa. Hàng không phát triển với 3 sân bay, Liên Khương, Buôn Ma Thuột và Pleiku. Dự án khôi phục đường sắt Đà Lạt Tháp Chàm và mở tuyến đường sắt mới phục vụ các nhà máy alumin Nhân Cơ, Tân Giai đang được tính toán. Giao thông tiện lợi, chuỗi đô thị Tây Nguyên nối liền nhau, những thành phố trong khu vực trở thành đầu tàu kinh tế xã hội toàn vùng. Mỗi thành phố có lợi thế và bản sắc riêng. Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, đồng bằng giữa miền cao nguyên đất đỏ, là thủ phủ cà phê. Đà Lạt, một trung tâm du lịch, vùng chuyên canh rau, hoa lớn nhất nước. Pleiku, quê hương của hồ tiêu, cao su, nơi khởi nguồn của nhiều doanh nghiệp lớn, ngành chế biến nông, lâm sản. Gia Nghĩa Trẻ Trung đang thu hút nhiều dự án đầu tư mới. Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước với gần 600.000 ha cà phê, sản lượng bình quân đạt 1,3 triệu tấn hàng năm, 72.000 ha hồ tiêu, sản lượng đạt khoảng 121.000 tấn hàng năm, cao su, điều, rau, hoa và các nông sản khác cũng phát triển mạnh. GDP bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng. Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tiếp cận thành công kinh tế thị trường, cho nên trên vùng đất này đã xuất hiện nhiều tỷ phú người dân tộc thiểu số. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực đã tiếp thêm sinh khí và mang lại bộ mặt tươi mới cho Tây Nguyên. Đời sống người dân khởi sắc, điện, đường, trường học,
cơ sở y tế và nhiều công trình hạ tầng, phúc lợi khác mọc lên nhiều hơn. Ở Tây Nguyên, sau 10 năm triển khai chương trình, Lâm Đồng là tỉnh đạt kết quả cao nhất với 2 huyện và hơn 90 trong số 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Con số 51.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk, trong đó có gần 5.000 tỷ đồng huy động từ doanh nghiệp và nhân dân đã nói lên hiệu quả của chương trình. Tại Gia Lai, đến thời điểm này đã có 60 trong số 184 xã và một thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc quy hoạch, triển khai đầu tư phát triển đô thị, Tây Nguyên đang nỗ lực thực thi các giải pháp để nâng cao tốc độ phát triển nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách thu nhập và điều kiện thụ hưởng các lợi ích an sinh. Bên cạnh việc mở mang các khu điểm cụm công nghiệp, các dự án lớn, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đến tất cả các huyện, xã, buôn, làng đã góp phần cải thiện hạ tầng, nâng cao nhận thức và giúp đồng bào đẩy lùi nghèo đói, hướng đến sự no đủ, giàu có. Đồng thời với việc bản sắc văn hóa được bảo tồn, đồng bào được hưởng những chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội khác. Quy mô giáo dục ngày càng phát triển đến tận cơ sở, hệ thống cơ sở trường học tiếp tục được đầu tư xây dựng, số lượng trường học các cấp tăng, tỷ lệ học sinh đến trường cao, chất lượng giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên. Công tác đào tạo nguồn nhân lực được các địa phương quan tâm, trong đó số lượng sinh viên người dân tộc thiểu số được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tăng khá. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng có nhiều tiến bộ, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế toàn vùng đạt trên 55%, trạm y tế có bác sĩ đạt trên 88%, số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 7,42%, cả nước 7,61%, tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 72%, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng còn khoảng 15% và hộ cận nghèo còn khoảng 4,5%. Tuy nhiên, Tây Nguyên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định. Ngoài những nguyên nhân như đã phân tích, tại khu vực này còn nhiều vấn đề cần lưu tâm. Đó là cơ cấu kinh tế chuyển biến chậm, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa đạt hiệu quả cao, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp. Vấn đề đất đai tiếp tục bộc lộ nhiều bất cập, nhất là việc bố trí đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất, các dự án ổn định dân cư. Công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, chưa có giải pháp căn cơ nhằm giảm nghèo bền vững. Trong khi đó, các thế lực thù địch vẫn ngấm ngầm chống phá. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.